Kinh Ba Cửa Giải Thoát, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh dịch. Hồi đó, Bụt đang ở thành Xá Vệ với đầy đủ quý vị trong cộng đồng khất sĩ. Một hôm, Ngài nói với đại chúng: Có pháp ấn màu nhiệm, quý vị có biết không? Hôm nay, tôi muốn phân tích và diễn giải pháp ấn này cho quý vị nghe. Quý vị hãy đem nhận thức thanh tịnh ra để nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, khéo léo sử dụng tâm ý để ghi nhớ mà hành trì. Các vị khất sĩ bạch: Hay quá, thưa Đức Thế Tôn, xin người chỉ dạy cho, chúng con muốn được nghe. Bụt dạy: Tự tính của không là không nằm trên bình diện có không, không nằm trong khuôn khổ các vọng tưởng, không có tướng sinh, không có tướng diệt và vượt thoát mọi chi kiến. Tại sao thế? Vì tự tính của không, không có vị trí trong không gian, không có hình tướng, không thể khái niệm được, chưa bao giờ từng sinh khởi, chi kiến không nắm bắt được và thoát ly mọi sự nắm bắt. Vì thoát ly được mọi sự nắm bắt nên nó bao hàm được tất cả các pháp và an trú nơi cái thấy bình đẳng không phân biệt. Cái thấy ấy là cái thấy chân chính và xác thực. Quý vị khất sĩ, quý vị nên biết rằng không những tự tính của không như thế mà tự tính của các pháp cũng đều như thế, đó gọi là pháp ấn. Quý vị khất sĩ, pháp ấn này chính là ba cánh cửa đi vào giải thoát, là giáo lý căn bản của chư Bụt, là con mắt của chư Bụt, là chỗ đi về của chư Bụt. Vì vậy, quý vị nên nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo để ghi nhớ mà tư duy và quán chiếu ngay trong lòng thực tại. Quý vị khất sĩ, người tu hành nên tìm nơi tĩnh mịch như vào rừng, ngồi dưới gốc cây để thực tập quán chiếu về tự thân tự thực tại. Phải thấy mọi hình sắc là khổ, không và vô thường để thoát ly cho được sự bám víu vào hình sắc và trở về an trú trong cái thấy bình đẳng không phân biệt đối với hình sắc. Đối với cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức cũng thế. Người ấy nên quán chiếu rằng chúng sinh là khổ, không và vô thường để có thể thoát ly cho được cái thấy có tính cách sai lạc về cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức để đạt tới cái thấy bình đẳng, không phân biệt về chúng. Này quý vị khất sĩ, các uẩn vốn là không, vốn được sinh khởi từ tâm. Khi tâm không còn hiện hành thì uẩn cũng không còn tác dụng. Thấy biết được như thế tức là đạt được giải thoát chân chính. Giải thoát chân chính rồi thì thoát được mọi chi kiến. Phép quán sát này được gọi là không, cánh cửa giải thoát thứ nhất. Lại nữa, an trú trong định mà quán sát các đối tượng thì hành giả thấy các đối tượng hình sắc đều tan biến hết và người ấy thoát ly được tính cách hư ảo của tri giác về hình sắc. Các đối tượng khác là thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng đều tan biến hết và hành giả thoát ly được tính cách hư ảo của mọi tri giác về thanh, hương, vị, xúc và pháp. Phép quán sát này gọi là vô tướng. Cửa giải thoát thứ hai, vào được cánh cửa giải thoát này, rồi thì chi kiến sẽ được thanh tịnh. Và vì chi kiến đã được thanh tịnh, nên hành giả diệt trừ được hết các phiền não, tham, sân và si. Tham, sân và si đã tận diệt, thì hành giả an trú được trong cái thấy bình đẳng, an trú được trong cái thấy này, thì lìa được cái thấy về ta và về của ta. Nghĩa là chấm dứt mọi cái thấy sai lầm, cái thấy này không còn cơ hội và căn cứ để sinh khởi nữa. Lại nữa, các vị khất sĩ, thoát ly được cái thấy về ta rồi thì hành giả không còn cho rằng những sự vật mà ta thấy, nghe, cảm và biết là những sự Phật, là những sự vật có thật ngoài nhận thức nữa. Vì sao thế? Vì nhận thức cũng chính là do nhân duyên mà phát sinh. Nhận thức và các nhân duyên làm phát khởi ra nhận thức đều biến chuyển vô thường. Mà vì thức vô thường cho nên ta cũng không nắm bắt được, thức đã không như bất cứ hiện tượng nào khác,
thì còn có gì cần được tạo tác nữa đâu. Phép quán sát này được gọi là vô tác, cửa giải thoát thứ ba. Vào được cửa giải thoát này rồi thì hành giả thấy được chân tướng các pháp một cách triệt để, không còn bị kẹt vào một pháp nào nữa, và thể nghiệm được tính cách tịch diệt của các pháp. Bụt bảo quý vị khất sĩ, pháp ấn màu nhiệm là như thế, đó là ba cánh cửa đi vào giải thoát. Quý vị khất sĩ, nếu quý vị tu học theo pháp ấn này thì chắc chắn sẽ đạt được chi kiến thanh tịnh. Toàn thể các vị khất sĩ nghe pháp này đều tỏ ra rất sung sướng. Họ làm lễ Bụt sau khi đã tiếp nhận giáo pháp này để hành trì. Kinh số 104 tạng Kinh Đại Chánh, Kinh Ba Cửa Giải Thoát. Kinh này dịch từ Kinh Pháp Ấn của tạng Hán, Kinh 104 của tạng Kinh Đại Chính do Thầy Thi Hộ dịch vào đầu thế kỷ thứ 10. Ta có thể tham khảo thêm Kinh Thánh Pháp Ấn 103 tạng Kinh Đại Chính do Thầy Pháp Hộ dịch vào cuối thế kỷ thứ 3 và Kinh số 80 của bộ Tạp A Hàm 99 tạng Kinh Đại Chính, trích nguồn thư viện hoa sen.org.